Vâng, thưa quý vị thân mến, và để mở đầu câu chuyện của buổi lễ thành hôn, xin mời quý vị cùng với Mách trở lên sân khấu để cùng nghe đôi lời trao dâu nhận rể, cũng như đôi lời phát biểu đến từ vị triều đàn bên gia đình hoa nhà gái. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung là triều đàn bên gia đình hoa nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Và trước khi bà phát biểu, xin quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật sống mắt dành cho bà đi ạ. Kính thưa toàn thể cô dì chú bác bên họ nhà trai, chúng tôi thay mặt cho bên họ nhà gái đưa cháu Yến vào đây để làm quan làm cháu và làm em của các ông các bà, các cô các bác và các anh các chị. Thường là có những buổi tân hôn như thế này thì bên họ nhà gái hay có câu là con cháu chúng tôi có lớn nhưng chẳng có con. Bây giờ ta về làm con cháu các cụ các ông các bà thì nó khôn, thì các ông bà dạy ít, nó dại thì các ông các bà dạy nhiều. Vậy hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái cũng nhắc lại câu đấy với họ nhà trai. Tôi chẳng biết nói gì hơn cả, chỉ thay mặt cho họ nhà gái cảm ơn toàn thể các cụ các ông các bà bên họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi rất là nồng nhiệt và chú đáo. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn và chúc sức khỏe các cụ các ông các bà và toàn thể họ nhà trai mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ, kính thưa quý vị thân mến, và thật đúng là đôi ta thì như thế con tầm, cùng ăn một lá cùng nằm một năm, mà đôi ta như thế con ong, con quấn con quýt con trong con ngoài, mà đôi ta thì như khúc với quỳ, như kim với chì, mai đi cho liền. Vừa rồi quý vị đại biểu khách quý vừa nghe đôi lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái, và nói lời phát biểu của bà như bật như qua mà thơm như hương lúa tỏa ra khắp hồ trường. Kính thưa quý vị, bây giờ thì ta có thể hỏi ai sinh ra cỏ ngọt sau mọi cánh ong vàng, mà ai xin em đẹp thế sau lòng anh xấu xăng. Mà nhà gái đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải đáp lời đôi câu, để cho bên rể bên dâu, mà để cho hai cỏ được gặp bền lâu bền dài. Và để nối tiếp chương trình thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị cùng hướng mắt của mình đến sân khấu để cùng nghe đôi lời phát biểu ông Hoàng Thẩm Lệ là trưởng đoàn bên gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời đáp từ và đôi lời phát biểu. Và trước khi phát biểu, cùng xin quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật sự tán thành cho đi ạ. Kính thưa các bà, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay chúng tôi vận hành rất là tốt, thời tiết đẹp, hai họ gia đình chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Mạnh và Yến. Thì cũng rất là được nhà gái đã cùng đưa cháu về làm dâu bên gia đình nhà trai chúng tôi, thì cũng rất là ghi nhận cái sự tham gia chỉ bảo của trưởng đoàn họ nhà gái. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng các cháu là trai thì cũng trở thành rể thảo, dâu thì sẽ thành dâu hiền, để đáp lòng mong mỏi cũng như là cái công ơn dạy dỗ của cha mẹ hai bên. Thì cũng nhân dịp là mong muốn như thế và có một cái hạnh phúc trăm năm. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì thay mặt họ nhà trai, chúng tôi xin kính chúc họ nhà gái cùng toàn thể các ông các bà trong hồi hôn đầu xuân có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe và làm ăn thành đạt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Còn để vâng đến đối tiếp chương trình thì xin được trân trọng kính hai vị trưởng đoàn sẽ cùng tiến lên phía trước một bước và quay về nhau để dành cho nhau một cái bắt tay tình thông gia thật chặt được không ạ? Vâng, xin quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn, thật sôi động ạ. Vâng, và sau đó xin được mời hai vị trưởng đoàn sẽ cùng trở về với những vị trí đẹp nhất để cùng uống nước hút thuốc sôi trầu và cùng chứng kiến đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và thật đúng là miếng trầu thì đúng nghĩa phu thề mà mẹ cha đã định em về với anh, mà hết rồi áo trắng áo xanh, từ nay em đã có anh làm chồng. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn thân mến, thật đúng là cây xanh thì lá cũng xanh, mà cha mẹ ở lành thì để phúc cho con, mà một ngày nên nghĩa chầu cầu để cho năm sống bên nhau trọn đời. Bạn trước xin được cảm ơn đôi lời phát biểu của hai vị trưởng đoàn đến từ hai bên gia đình rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và liên tục chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng hướng ánh mắt lên sân khấu để cùng chứng kiến những nghi lễ rất trang trọng.
Vâng, chúng ta đã được chứng kiến tình yêu mà chú rể Hoàng Mạnh và cô dâu Minh Yến dành cho nhau. Qua hình ảnh cảm nhận và hôn, xin được mời đôi bạn trẻ trao những quý cho nhau. Mặc kệ từ nay, hai bạn đã chính thức lên vợ lên chồng của nhau. Trước sự chứng sáng của đất trời cùng với sự chứng kiến của toàn thể quý vị, phòng hôn trường chúng ta không ngần ngại cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn trên giá 2 tỷ đồng nhé. Chúc cho đôi bạn trẻ trở về bên nhau và cho năm hạnh phúc. Chúc cho đôi bên gia đình từ nay đã có dầu hiền dễ hào. Và sau nghi lễ trần nhẫn cho nhau, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ cùng tay trong tay tiến về tay trái sân khấu để cùng tiến đến những tầng bánh ngọt ngào, để cùng mà nhau cắt những tầng bánh ngọt ngào đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình. Kính thưa quý vị thân mến, nhất là ơn mẹ ơn cha, cung sinh cung dưỡng để ta có mình, hai ơn bè bạn chân tình, làm mai làm mối để mình có ta, mà ba ơn tất cả gần xa, ngày vui nhập cưới để ta có một bạn thân trong những mời chú rể cùng mở chai rượu hạnh phúc của mình đầu tiên. Chú rể sắp thật mạnh chai rượu lên ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu cùng tay trong tay rất là những tòa tháp ly tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị thân mến, những ly rượu tràn ly sẽ chứng minh tình yêu của đôi bạn trẻ Hoàng Mạnh và Minh Yến cho đời bên nhau, cho đời bên nhau và cho năm hạnh phúc. Và những người làm chương trình chúng tôi trong trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà hàng Thanh Thúy xin được chúc cho đôi bạn trẻ Hoàng Mạnh và Minh Yến cho năm hạnh phúc. Chúc đôi bên gia đình từ nay đã có sầu hiền dễ hào. Và sau đó xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu cùng tiếp tục với những trải nghiệm thứ hai ạ. Thưa quý vị, thật đúng là hoa hồng thì đẹp bởi màu hồng, tình yêu thì đẹp bởi tấm lòng thủy chung. Bởi mà phòng hoa áo cưới thường này chứ xong chứ gì đại nghiệp vui gấp bồi, tôi gảy ôm tiếp cánh giữa trời, như hai bạn vừa một tình xuân trẻ sánh vai nhau đi xây đất cuộc đời. Vâng, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ cùng tiếp tục với trải nghiệm thứ hai. Với trải nghiệm thứ hai xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ cùng dành ra 4 ly nhé, và sau đó cùng tiếp tục trải nghiệm hoàn toàn hết hạnh phúc. Thân mến, trong hình thức chân năng của đôi bạn trẻ Hoàng Mạnh và Minh Yến, Hoàng Mạnh và Minh Yến không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn sự kiện của các quý vị đại biểu qua tiếng hai bên gia đình rất nhiều đã trở về đây chung vui một ngày phúc cho đôi bạn trẻ. Và thưa quý vị thân mến, và để liên tục chương trình ngày hôm nay, một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn của hai bên gia đình một lần nữa sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng đón nhận ly rượu từ chú rể và cô dâu thể hiện tình thông sáng hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn một lần nữa sẽ cùng trở lên sân khấu ạ. Và xin được trân trọng kính mời chú rể của Hoàng Mạnh sẽ đứng ly rượu mời về trưởng đoàn bên gia đình họ nhà gái. Với phía mặt gia đình họ nhà trai xin trân trọng kính mời ông Hoàng Thần Lệ, và phía của gia đình họ nhà gái xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung. Xin trân trọng kính mời các bạn cùng trở lên sân khấu để cùng đón nhận ly rượu tình thông sáng hai bên gia đình. Xin trân trọng kính mời bạn cùng trở lên sân khấu. Cùng đó xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu cùng nâng ly đi nào. Và xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng cùng đi nhau ạ. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng đi nhau và một tràng pháo tay thật lớn đặt ra để chúc mừng. Và xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cùng nâng ly lên. Xin chú rể và cô dâu chúng ta cùng làm nghi lễ uống rượu sau bồi ạ, ngóc tay vào nhau đi ạ. Và xin quý vị cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ để chúc mừng. Vâng, sau đó xin được trân trọng kính mời hai vị chúng ta sẽ cùng trở về với những hàng ghế dành được nhất để cùng chứng kiến ngày phúc trần mạng của đôi bạn trẻ.